Xin chào tất cả các bạn. Ở các video lần trước ấy, thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cái cách cài đặt camera Okisa Y100 trên điện thoại dùng hệ điều hành iOS. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về cái cách cài đặt camera trên điện thoại dùng hệ điều hành Android. Thì bước đầu tiên, các bạn phải vào mục phần Share Play là kho ứng dụng trên điện thoại của các bạn đấy. Đây. Sau đó các bạn vào ấn vào mục tìm kiếm. Các bạn tìm kiếm chữ là Okisa Wi-Fi Cam nhé. Okisa. Okisa Wi-Fi Cam đây. Sau khi các bạn đã ấn vào mục tìm kiếm xong rồi ấy, thì các bạn ấn vào phần cài đặt. Các bạn cài đặt về máy rồi các bạn cài đặt về máy các bạn nhé. Cái này thì mình đã cài đặt sẵn rồi nên mình chỉ cần ấn mở thôi là nó sẽ ra ứng dụng được luôn. Sau khi các bạn đã vào được ứng dụng rồi ấy, thì các bạn ấn vào mục là các bạn phải tạo cho cái ứng dụng này một tài khoản. Thì các bạn ấn vào chữ Reader. Rồi các bạn ấn vào chữ Buy email. Các bạn ấn Next. Sau đó thì các bạn phải điền email của các bạn vào. Đây thì mình sẽ điền một cái mail của mình vào. Ok, sau dòng thứ hai là các bạn điền mật khẩu vào nhé. Sau khi các bạn đã điền mật khẩu xong thì các bạn ấn chữ Enter. Các bạn chờ một lúc để camera chạy các bạn nhé. Để cái ứng dụng nó chạy. Opera file. Nên là cái này là mình đã điền thiếu mật khẩu rồi. Mình sẽ điền lại mật khẩu. Ok, email đã bị trùng thì mình chắc là mình lập cái email khác. Email của mình bị trùng mất rồi. Ok, sau đó các bạn điền lại một khẩu email khác ấy, thì các bạn ấn chữ Enter này. Ok, các bạn chờ một lúc để nó kết nối vào trong. Ok, như vậy là mình đã kết nối vào thành công. Sau khi các bạn đã kết nối thành công rồi ấy, rồi các bạn ấn vào hình dấu cộng trên vùng góc tay phải màn hình này để mình add camera vào. Đây, các bạn vào nút thu cộng đây. Sau đó các bạn ấn Smart Link. Rồi các bạn ấn nút here. Giờ này thì các bạn nhìn bên trên là đúng phải tên Wi-Fi nhà mình chưa các bạn nhé. Nếu mà đúng tên Wi-Fi của nhà mình rồi thì các bạn điền mật khẩu xuống bên dưới nhé. Ok. Sau đó các bạn phải để sát loa điện thoại của các bạn vào sát loa của camera. Rồi các bạn ấn Next nhé. Connecting. Please wait. Các bạn chờ khoảng tầm 2-30 giây thì camera nó sẽ kết nối được với nhau. Connecting. Please, for your privacy. Ok. Như vậy là đã kết nối xong. Và ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái mã ID của camera ra đây rồi. Thì các bạn ở dòng bên dưới các bạn phải điền mật khẩu của camera vào. Thì mật khẩu mặc định của nhà sản xuất là 123 các bạn nhé. Đây. Ok. Sau đó là các bạn phải thay đổi mật khẩu này đi. Vì mật khẩu này nó quá dễ dàng, ai cũng có thể biết được. Thì bước đầu tiên ý, các bạn ấn vào đây. Rồi các bạn ấn chữ 123 này. Sau đó ở dòng tiếp theo ấy,
là các bạn điền mật khẩu của các bạn vào, mật khẩu tùy thích các bạn nhé, gồm cả chữ và số. Ok, như vậy là mình sẽ điền xong. Khi các bạn điền xong mật khẩu mới rồi thì các bạn ấn chữ Server. Ok, bây giờ mình sẽ vào mình test thử hình ảnh luôn cho các bạn xem nhé. Ok, đây là hình ảnh của camera Okisai U100. Đây là đang chạy ở hình ảnh HD các bạn nhé, à SD nhé. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên HD này, nhìn hình ảnh nó sẽ cực kỳ nét hơn. Ok, như vậy là mình đã chỉnh lên HD rồi các bạn ạ. Các bạn xem hình ảnh cực kỳ là chân thật và sắc nét. Mình có thể quay sang trái, quay sang phải và quay lên quay xuống các bạn. Đó. Nếu các bạn còn bất kỳ một thắc mắc gì về sản phẩm và các bạn có nhu cầu đặt hàng sản phẩm bên mình nhé, thì các bạn cứ để lại số điện thoại ở bên phần comment bên dưới, thì các chuyên viên kỹ thuật bên mình sẽ liên hệ với các bạn để tư vấn thêm cho các bạn về sản phẩm. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video clip này. Xin chào tất cả các bạn.